Xin chào các bạn, Mega Day lại trở lại rồi đây. Và chúng ta hiện đang phải trải qua những thời kỳ mưa gió rất là thất thường. Khi trời mưa gió nẻ, các bạn đi ra ngoài đường, các bạn thấy xe dơ, xe bẩn không? Đó là những cái bên ngoài các bạn có thể nhìn thấy được. Các bạn có thể rửa xe được, rửa sên được. Nhưng mà còn bên trong thì sao? Chúng ta không thể nào mà dùng tay hay là dùng xà phòng để mà rửa bên trong động cơ hoặc là rửa bên trong bộ rốt được. Biết được cái điều đó nên là Effect Center sẽ mang tới cho các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc động cơ hoàn hảo của Voltronic, khiến cho xe các bạn luôn luôn mạnh khỏe kể cả trời nắng hay trời mưa. Và các bạn đừng lo về khoản giá cả, bởi vì Effect Center sẽ mang đến một chương khuyến mãi tuyệt vời trong thời gian này cho các bạn, dành cho tất cả các sản phẩm này. Và trước khi đến với chương khuyến mãi thì hãy cho phép admin được giới thiệu lại một lần nữa về chi tiết tất cả các sản phẩm này nha. Đầu tiên đó chính là sản phẩm G30. Đây là sản phẩm 2-trong-1 chức năng. Đây là sản phẩm phụ gia xăng, vừa giúp xe các bạn làm sạch hệ thống nhiên liệu, làm sạch hệ thống kim xăng, mà còn tăng octane lên tới 8 RON, giúp động cơ các bạn hoạt động mạnh mẽ hơn. Sản phẩm G30 này các bạn có thể dùng 70ml cho 1 lít xăng. Nghĩa là đối với chai 300ml trên tay mình đây, các bạn có thể dùng cho 45 lít xăng để làm sạch hệ thống nhiên liệu và tăng octane. Nếu như các bạn không có nhu cầu tăng octane mà vẫn muốn làm sạch hệ thống nhiên liệu một cách tiết kiệm hơn thì G20 chính là lựa chọn cho các bạn. Các bạn có thể dùng G20 để làm sạch hệ thống nhiên liệu, làm sạch bụi bẩn, bụi than có ở trong xăng, loại bỏ nước ở trong xăng mà tiết kiệm hơn rất nhiều. Chỉ với 50ml cho 1 lít xăng, nghĩa là với một chai 300ml này các bạn có thể sử dụng cho 60 lít xăng. Sau khi đã lo lắng xong cho hệ thống nhiên liệu, chúng ta bắt đầu tìm kiếm một sản phẩm để lo lắng cho hệ thống động cơ. Và trước mặt bên đây là một sản phẩm các bạn đang tìm kiếm, Voltronic E20, sản phẩm giúp loại bỏ cặn bẩn, cặn carbon trong động cơ, bám thành piston và các lá bàn động cơ, giúp xe các bạn sạch và hồi phục hiệu suất như mới đến 99%. Cách sử dụng rất đơn giản, một chai E20 có thể dùng cho từ 3 cho tới 5 lít nhớt. Các bạn chỉ cần đổ E20 này vào nhớt cũ, cho xe chạy không tải trong khoảng 20 phút, sau đó xả nhớt cũ ra, thay lọc nhớt, thay nhớt mới vào, nghĩa là xe các bạn đã hoàn toàn sạch và mạnh mẽ như mới. Đối với sên xe, khi các bạn vệ sinh xong thì các bạn phải xịt một lớp bảo vệ thì động cơ cũng không khác gì cả. Khi các bạn làm sạch xong bằng sản phẩm Voltronic E20 này thì các bạn phải cần một lớp bảo vệ động cơ, và lớp bảo vệ động cơ đó chính là Voltronic E59. Voltronic E59 sau khi đi vào động cơ các bạn sẽ tạo một lớp ceramic bảo vệ xung quanh thành động cơ, giúp cho động cơ các bạn được miễn nhiễm khỏi các chất bẩn, cặn bẩn hoặc tạp chất có thể làm xước thành động cơ của các bạn, giúp động cơ luôn luôn hoạt động êm ái và trơn tru. Sản phẩm E59 này có một lưu ý nhỏ nhưng vô cùng quan trọng các bạn chú ý nha. Đó chính là Voltronic E59 khi mà bỏ vào động cơ sẽ tạo một lớp ceramic. Nếu các bạn bỏ quá nhiều sẽ khiến động cơ rất là nóng. Cho nên nhà sản xuất khuyến cáo rằng các bạn khi sử dụng E59 cho nồi khô hoặc là các dòng xe tay ga thì các bạn sẽ sử dụng với tỷ lệ là một chai Voltronic này cho 3-5 lít nhớt. Nhưng khi các bạn sử dụng cho các dòng xe số hoặc là xe côn tay, xe nồi ướp nói chung thì các bạn sẽ chỉ sử dụng Voltronic không quá 8% trên dung tích nhớt của xe. Các bạn phải thật sự lưu ý cái vấn đề này nhé. Vậy là chúng ta đã nói xong về các sản phẩm bảo vệ ở bên trong động cơ của Voltronic. Tiếp đến thì em mình sẽ muốn giới thiệu cho các bạn một combo tuyệt vời rửa sên và rửa sên của Voltronic. Đó chính là sản phẩm rửa sên IS69 và sản phẩm rửa sên IS50. Về sản phẩm IS50 này thì em mình không có nói nhiều nữa, bởi vì các bạn đã hẳn là ai cũng đã biết về sản phẩm IS50, về sự tuyệt vời của nó, về sự tiện dụng của nó, về hiệu quả của nó, và rằng nó đã có một chỗ đứng tuyệt vời ở trong lòng các biker gần như là không thể thay thế rồi. Em mình sẽ nói nhiều hơn về sản phẩm IS69 này. Sản phẩm rửa sên mạnh mẽ, rất mạnh mẽ, giống như là khả năng tẩy rửa của nó vậy. Các bạn chỉ cần xịt sản phẩm IS69 này sơ qua một vòng sên, đợi trong vòng 1-2 phút, hoặc các bạn có thể dùng bàn chải chà giúp cho sợi sên của bạn sạch sẽ hơn, nhanh chóng hơn. Sau khi xịt sản phẩm IS69, chà nhẹ sơ qua sợi sên, các bạn chỉ cần xịt qua một ít nước, nghĩa là sợi sên của bạn đã sạch bóng gần như là mới. Và sau khi các bạn xịt xong sản phẩm IS69 làm sạch sên rồi, các bạn chỉ cần xịt một lớp mỏng IS50 này lên, nghĩa là
sợi sinh của các bạn đã bảo vệ hoàn toàn khỏi bụi bẩn và chống bám nước, chống ăn mòn và sự trơn tru được kéo dài tối đa nhất có thể. Rất tuyệt vời phải không? Vậy là Admin đã giới thiệu sơ qua cho các bạn tất cả các dòng sản phẩm chăm sóc động cơ bên trong và cả bên ngoài của Voltronic. Vậy các bạn nếu có câu hỏi gì thêm, hãy liên hệ với fanpage Everest Center hoặc theo dõi trên trang web everestcenter.vn để tìm hiểu kỹ hơn về các sản phẩm này nhé. Và bây giờ, không để các bạn chờ đợi lâu nữa, chắc hẳn các bạn đã đợi lâu lắm rồi đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ đến ngay với chương trình khuyến mãi thay nhớt cực chất, nâng cấp cực khủng của Everest Center. Khi các bạn mua bất kỳ sản phẩm nhớt nào của Voltronic, ngoại trừ TZ Blue 10W40 đây nhé, thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được một trong 3 ưu đãi sau. Thứ nhất, một chai xúc rửa động cơ E20 trị giá 275.000 đồng. Cái thứ hai các bạn sẽ chọn đó chính là sản phẩm phụ gia xăng làm sạch nhiên liệu và làm sạch hệ thống xăng, sản phẩm G20 trị giá 275.000 đồng. Và một ưu đãi thứ ba các bạn có thể nhận được đó chính là một chai dưỡng sinh IX69 600ml với trị giá 169.000 đồng. Rất tuyệt vời phải không? Hãy đến ngay Everest Center để mua các sản phẩm tuyệt vời từ Voltronic. Và chương trình khuyến mãi tại Everest Center chưa dừng lại ở đó. Từ ngày 23 tới ngày 31 tháng 7, quý khách hàng tham gia chương trình khuyến mãi ở trên có thể bỏ ra thêm 250.000 đồng để mua một trong hai combo sau. Combo thứ nhất là 250.000 đồng để sở hữu một chai dưỡng sinh IX50 và một lần phụ sứ động cơ bằng E59 với trị giá 345.000 đồng. Và combo thứ hai là 250.000 đồng để mua một chai tăng octan xăng và xúc rửa hệ thống nhiên liệu G30 cùng với một lần phụ sứ động cơ Voltronic E59 với trị giá 395.000 đồng. Rất tuyệt vời phải không? Chưa dừng lại ở đó, chương trình khuyến mãi này còn dành cho các bạn đang muốn mua bougie rig. Nghĩa là Everest Center sẽ chọn ra 5 bạn may mắn nhận miễn phí bougie rig cao cấp khi để lại thông tin mua hàng. Và cái thứ hai, Everest Center sẽ chọn ra 5 bạn may mắn được nhận voucher giảm giá 50% khi mua bougie rig nếu các bạn đặt avatar Facebook với frame của Everest Center. Link tải frame admin sẽ để ở ngay bài post này, các bạn hãy kiểm tra và tải nó về để có cơ hội nhận được bougie rig với giá giảm 50% nhé. Và cuối cùng là lưu ý dành cho chương trình khuyến mãi này, admin phải nhắc lại cho các bạn nhiều lần rằng chương trình khuyến mãi này không áp dụng cho sản phẩm Voltronic TZ Blue 10W40. Và cái thứ hai, chương trình khuyến mãi sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 7 năm 2018. Lưu ý thứ ba là chương trình khuyến mãi này không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. Và chương trình khuyến mãi lần này sẽ áp dụng trên mọi cửa hàng, mọi chi nhánh của Everest Center trên toàn quốc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình khuyến mãi sau. Mình là KJ, admin của Everest Center.